Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của kênh. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và nói về cái vấn đề là kết thúc về cái đua top tiêu phí. Thì các bạn biết rồi, đua top tiêu phí phần thưởng cực kỳ giá trị và nó có thể là ngang sức ngang tài, tương đương so với đua top tài phú và nó hơn cả đua top cấp luôn. Bởi vì huyền tinh, rồi sách ăn bang, rồi các loại các bạn đầy đủ. Và hiện tại Admin đã có thông báo về đợt 1 về đồ tốt. Thì đối với server Biển Kinh và server Tướng Dương thì sắp hết đồ tốt rồi. Còn server Thành Đô thì tới ngày ngày 5 tháng 4 mới hết, ngày 5 tháng 3 mới hết. Còn Biển Kinh với Tướng Dương chuẩn bị hết rồi. Và admin đã đưa ra một cái bảng gọi là tổng kết trong cái thời gian vừa qua và chuẩn bị kết thúc. Cái này gọi là một cái thông báo. Thì cái mặt tích cực của cái này á, nó có hai mặt thì mình thì có sao nói vậy. Cái mặt tích cực của nó là giúp cho anh em biết được là số lượng uneven đến thời điểm hiện tại. Thì các bạn thấy rằng là đối với biển cái việc mà ví dụ Biển Kinh đi 43.000 top 1 thì có nghĩa là 43.000 điểm, nghĩa là 43 triệu đấy các bạn, số lượng uneven. Rồi top 2 là 37 triệu, là 37.000 điểm. Cứ như thế chúng ta tính ra. Bên server Tướng Dương cũng vậy, và rank KK cũng là 30.500. Biển Kinh thì nó lệch nhau cũng tương đối, nhưng mà Tương Dương lệch nhau nó không nhiều. Các bạn thấy đấy, Rai Kaka và Giết Tổ Ong nó sát rạc nhau. Nếu như admin không công bố thì cái này thì nó sẽ có một sự gọi là không ý, không biết. Và hiện tại, tính thời điểm hiện tại là hết và ít người ăn even rồi, cho nên người ta sẽ không đua nữa. Nhưng admin công bố như thế này thì cái mặt tích cực là giúp cho anh em biết được để mà các bạn đua với nhau. Nhưng cái mặt khác của nó là mấy ông đua tốt này sẽ rất là đau đầu. Bởi vì biết điểm như thế này, ví dụ như mình nói server Tương Dương đi. Đó, thì là ông full tách á, thì cách xa thì mình không nói rồi. Ba ông gần, Raikaka, Zepto Ong và DB Sam thì là gần như là sát rạc nhau. Ví dụ như Raikaka và Zepto Ong trên nhau có 1.500 điểm thì cỡ là 500.000 chứ mấy. Là ăn một cái event đã bắt đầu vượt rồi. Đấy các bạn thấy đấy. Trên nhau 1 triệu rưỡi, 1.500 điểm 1 triệu rưỡi. Thì đó, đó là chuẩn bị sẽ có một sự cạnh tranh rất là lớn ở những server, đặc biệt server Tướng Dương. Và server Thành Đô thì nick ông già thì các bạn cũng đoán được ai rồi. Anh cả là người chơi Mai Hồng Vinh, cũng là đại lý xu luôn. Ông già với đó Mai Hồng Vinh là đại lý xu hết. Thì giành top thì cái đó thì mình không bàn cãi gì. Nhưng mà Mai Hồng Vinh hơi bị cách biệt. Anh cả với ông già thì sát rạc nhau. Ông cả nhích nhích tí nữa là hơn ông già, đầu tư thêm phải 5 triệu nữa là hơn. Thì các bạn thấy đấy, đầu tư có số lượng hơi bị dữ. Thì cái mặt tích cực và mặt tiêu cực là như vậy, nhưng mà cơ bản là cái phần thưởng từ cái top tiêu phí này nó rất nhiều, rất nhiều. Cái lợi của cái top tiêu phí nó đem lại cho người chơi á, là giúp cho chúng ta giảm thiểu về kinh tế khi chúng ta mua event để cho người ta đua với nhau. Nhưng mà nó sẽ sản sinh ra những món trang bị, là những set ăn bang, là những viên huyền tinh cấp 89 đó, giá trị là nằm ở đó. Ok, đó là những thông tin chia sẻ của mình. Và ai nằm ở top này cho mình phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn. Và các bạn thấy đấy, đua top tiêu phí nó cũng không hề đơn giản nào, nó cũng rất là dữ dội. Và với server Thành Đô thì chỉ mới 11 ngày thôi mà cái số lượng điểm tích lũy nó có thể gọi là tương đương đối với những server Biển Kinh và Tương Dương. Bởi số lượng anh em ăn event của server Thành Đô cũng không hề ít đâu các bạn, cũng nhiều dữ dội luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Xin chào anh em.